phép lạ Giáng sinh. Hàng năm cứ đến Giáng sinh, hài nhi Giê-xu thường đi một vòng rảo qua khắp các làng mạc và đô thị để tặng quà cũng như nhận quà và phân phát cho những ai cần đến. Năm nay, tại một đô thị nọ, Ngài đang cần một món quà không dễ tìm ra. Đó là một quả tim lành mạnh để thay thế quả tim của một người bệnh đang hấp hối. Bệnh nhân có quả tim gần như ngừng đập này là một nhân vật nổi tiếng trong cả nước. Đó là ông Bộ trưởng Tài chính. Tất cả các bác sĩ trong nước đều bó tay. Cuối cùng, họ mới chạy đến với hài nhi Giê-xu vì tin tưởng rằng ít ra trong đêm Giáng sinh, Ngài sẽ làm một phép lạ. Nhưng hài nhi Giê-xu trả lời với các bác sĩ rằng không phải ta là người phải làm phép lạ, nhưng chính là lòng quảng đại của một người dâng hiến quả tim của mình. Tin tưởng ở lòng người, hài nhi Giê-xu đã đến gõ cửa nhà của thương nhân, bạn hữu của vị bộ trưởng. Họ đang mừng lễ Giáng sinh, cây Giáng sinh của họ đầy những hoa đèn và quà tặng. Bàn ăn của họ đầy những thịt rượu và củ ngon vật lạ. Họ đang ăn uống say sưa. Vừa thấy hài nhi Giê-xu đứng trước nhà, họ tưởng Ngài là một cậu bé vô lại phá đám, nên đã tống khứ Ngài đi càng sớm càng tốt. Hài nhi Giê-xu buồn bã bỏ đi, nhưng Ngài vẫn chưa thất vọng về tình người. Lần này, Ngài đến gõ cửa những người thân cận vị bộ trưởng. Họ là những người đã từng bán đứng lương tâm, chối bỏ phẩm giá của mình để tìm kiếm lạy lục một chút cặn bã của vinh hoa, lợi lộc phù phiếm. Hài nhi Giê-xu nghĩ thầm, ít ra đây cũng là dịp để họ tỏ lòng biết ơn đối với ông bộ trưởng. Nhưng tất cả đều lắc đầu từ chối, trái tim của họ đang hướng đến người sẽ lên thay thế ông bộ trưởng trong những ngày gần đây. Hài nhi Giê-xu lại tiếp tục đi gõ cửa từng nhà, nhưng ai cũng đang bận biểu với cuộc vui đêm Giáng sinh. Ngài đi, đi mãi trong đêm, để rồi mệt lả không còn lê bước được nữa. Ngài ngồi xuống bên vệ đường, ven đô thị. Ngài đang miên man nghĩ đến tình người, thì bỗng dưới ánh đèn đường mờ ảo, một bóng đen thấp thểu tiến lại gần Ngài. Con người này xem chừng như không biết lễ Giáng sinh là gì. Quần áo bẩn thỉu, dáng đi ngập ngừng. Trên vai của anh đeo lủng lẳng một chiếc đàn vĩ cầm cũ kỹ. Đó là tất cả vốn liếng của một kẻ lãng tử. Vừa thấy em bé ngồi tiêu nghỉu bên vệ đường, anh mới dừng lại, lấy chiếc đàn ra và dạo lên những khúc nhạc du dương, trầm buồn. Bản nhạc bỗng mang lại hy vọng cho hài nhi. Trên môi Ngài, một nụ cười bé thơ cũng vừa hé mở. Con người lang thang phiêu bạt này, con người không có lấy một mái nhà để nương náu, không có được một ngày lễ trong cuộc sống, không biết được đêm nay là đêm Giáng sinh. Vậy mà con người ấy có được một trái tim quảng đại sẵn sàng dâng hiến. Hài nhi Giê-xu đến nắm tay anh, đưa anh vào bệnh viện. Tại đây, với một nụ cười nở trên môi, anh để cho các bác sĩ khoét vào lồng ngực của anh để lấy quả tim quảng đại của anh và đặt vào chỗ quả tim đang thoi thóp của ông bộ trưởng tài chính. Cuộc ghép tim vừa chấm dứt thì mọi người đã có thể chứng kiến được phép lạ. Ông bộ trưởng với quả tim quảng đại và yêu đời của người lãng tử đứng dậy khỏi giường và bắt đầu ca hát. Ông đã ném đi quả tim chỉ biết rung động vì tiền của mình để thay thế bằng quả tim quảng đại biết ca hát và sẵn sàng tự hiến cho người.